Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác vận động nhân dân đồng thuận để chung sức xây dựng nông thôn mới là một công tác rất quan trọng. Thông qua cuộc vận động, người dân được biết, được làm và được hưởng lợi từ chương trình. Thời gian qua, tại xã Tân Dương, hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới của nhân dân được tuyên truyền sâu rộng, trở thành phong trào lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân. Điển hình như xóm Tân Tiến 2, hiện xóm có 131 hộ, gần 500 nhân khẩu. Cuối năm 2022, xóm chỉ còn 7 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Đường làng, ngõ xóm được xanh, sạch đẹp. Các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân trong xóm đã đồng thuận đóng góp trên 100 triệu đồng và hiến đất để mở rộng tuyến đường dài hơn 200 mét vào nhà văn hóa xóm. Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xóm đã được gia đình ông Thái Phong Nhã, Thái Thế Vinh, Thái Thị Ý hiến 2.000 mét vuông đất và hỗ trợ 3,2 tỷ đồng làm nhà văn hóa thể thao cùng các công trình phụ trợ khác tặng nhân dân trong xóm. Ở trong xóm chúng tôi thì là thường xuyên tuyên truyền, vận động mọi gia đình hưởng ứng cái phong trào là xây nhà đại đoàn kết, tức là nhà văn hóa phục vụ khu dân cư theo tiêu chí mới, tức là đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng tôi cũng là phối kết hợp tạo điều kiện, thứ nhất là mở hành lang đường để dòng cây xanh ra nhà văn hóa để phục vụ với khu cộng đồng sinh hoạt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Dương đã làm tốt công tác dân vận, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, trong năm 2022, nguồn lực mạnh mẽ trong nhân dân đã đóng góp đáng kể để chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 1,7 tỷ đồng để xây dựng mới 6 nhà văn hóa, trên 200 triệu đồng để làm 3 tuyến đường giao thông, huy động trên 20.000 ngày công lao động. Cán bộ, công chức viên chức xã đóng góp trên 80 triệu đồng và trên 400 công lao động để làm tuyến đường bê tông vào Ủy ban nhân dân xã. Con em Thành Đạt ủng hộ cho các xóm trên 300 triệu đồng, các doanh nghiệp ủng hộ trên 440 triệu đồng. Xã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ rất lớn của gia đình ông Thái Phong Nhã, Thái Thế Vinh, Thái Thị Ý, người con của quê hương, với số tiền trên 4 tỷ đồng để làm nhà văn hóa cho các khu dân cư, ủng hộ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho các trường học cùng hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình. Các tổ chức hội cùng với hội viên luôn tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Trong năm 2022, đã thực hiện công trình con đường bích họa trên 45 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ trồng và chăm sóc được hơn 2.350 mét đường hoa. 10 trên 10 xóm có điện thắp sáng ở các tuyến đường khu dân cư và nhiều hoạt động khác thực hiện cảnh quan môi trường. Cùng với đó, thực hiện đề án xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã xóa được 44 nhà rột nát, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích bà con phát triển kinh tế tập thể. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,74%, hộ cận nghèo 6,48%, 90% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 91% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Thì qua cái cuộc vận động xây dựng chương trình nông thôn mới, thì trong toàn xã thì Tân Dương cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, tham gia ngày công, tham gia vận động nhân dân các cái công trình mở đường cũng như là xây dựng các cái công trình nhà văn hóa, hiến đất làm đường bê tông. Thì qua đó thì cái kết quả vận động thì nhân dân hưởng ứng rất là cao về cái phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thì qua các cái phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều cái gương điển hình tiên tiến, và nhiều gia đình cũng đã chủ động hiến đất rồi là tham gia các ngày công cùng với địa phương để thực hiện các cái công trình trong việc xây dựng nông thôn mới. Kết thúc năm 2022, xã Tân Dương đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu sớm 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới.